Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 10 2024 nha. Đấy, thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người một cây guitar thùng dây ni lông dán khuyết ha. Và đây cũng là một cái thương hiệu mà nó là nổi tiếng trên toàn thế giới nha mọi người. Đây, đây mọi người, trên tay em hiện tại là một cây Taylor. Cây này thì nó có mã model là NS24CE nha mọi người. NS24CE thì có nghĩa là cây này nó có một cái series là series 2 ha, một cái dòng Taylor series 2 đó, dây ni lông đó, dây ni lông dán khuyết có EQ ha. Và đây là cái dòng EQ chính hãng của những cây Taylor mọi người ha. Thì nếu như mọi người xem và thấy được nhiều cây Taylor, mọi người để ý sẽ thấy là hầu như trên những cây Taylor sẽ có ba cái nút EQ như thế này ha. Đấy, đó là một cái bộ EQ nguyên zin của hãng nha. Cái này rất là đẹp mọi người, nó rất là nhẹ. Thì những cái dòng đàn của Mỹ làm á, những cái dòng đàn của Mỹ á, nó thường nó sẽ rất là nhẹ mọi người, cầm lên nó rất là nhẹ tay ha. Đấy, nó không có bị nặng tay mọi người. Đó, gỗ rất là đẹp nha. Cây này thì nó không có sơn bóng nha mọi người. Đây là một cái dòng sơn satin, hay gọi là sơn nhám á. Đấy, đàn thì rất là đẹp, cây này rất là đẹp luôn. Và cái dòng này thì em có sở thông tin á, em có search thông tin ở trên mạng thì cái dòng Taylor dây ni lông NS24CE này thì không có được phân phối ở Việt Nam nha. Đó. Dòng này mọi người, nếu mọi người muốn mua mới thì mọi người phải mua ở thị trường nước ngoài. Ví dụ như mọi người có thể mua ở ở Mỹ nè, ở Canada, Mexico, ở Nhật Bản, Hàn Quốc rồi ha. Nói chung là một số nước nó sẽ phân phối dòng này, nhưng mà ở Việt Nam thì không có phân phối cái dòng Taylor dây ni lông này nha mọi người. Đấy. Gót cần nè, rất là đẹp nha. Đó, vân gỗ cũng rất là đẹp luôn. Đây, còn đây là cái dắt abut mọi người. Và đây là cái chỗ để cho mọi người thay pin ha. Đó, thay pin chỗ này. Còn đây là cái mã ký hiệu bên shop em thôi. Nếu như mọi người mua thì em sẽ xóa đi cái mã này ha. Đấy, tại nhiều đàn quá thì phải có mã số mọi người, mã ký hiệu để ra ngoài nhận dạng. Đàn thì rất là đẹp nha mọi người, đàn rất là đẹp luôn. Cây này phải nói là cực kỳ ngon luôn, cực kỳ ngon cho anh em chơi ở nhà hoặc là biểu diễn ha, làm sân khấu. Nói chung là mọi người đi show mà cầm, đi show mà vác ra thấy nguyên cây, thấy cái đầu cần chữ Taylor là thấy uy tín rồi nha mọi người. Đấy. Đầu cần Taylor nè, bộ khóa lắc xích nè, bộ khóa ngọc rất là đẹp nha mọi người. À, tai khóa rất là đẹp luôn. Cây này nó là một cái tai khóa rất là đẹp mọi người. Đó, đầu cần chữ Taylor ha. À, có ti chỉnh cần nha mọi người. Đây, ti chỉnh cần, đây là cái nắp đậy ha. À, cây này thêm một cái nữa là cây này mặt cần đó mọi người. Mặt cần là mặt cần được làm bằng gỗ ebony nha. Mà ebony là một cái loại gỗ khá là hiếm và cũng như khá là xịn mọi người. Và cái dòng gỗ này hình như là bị cấm khai thác rồi mọi người. Đấy, cho nên nó rất là quý hiếm ha. Và chỉ có những cái cây mà gọi là những cái cây dòng cao, những cây mắc tiền á, thì họ sẽ làm cái mặt redbone này là gỗ, gỗ ebony ha. Mọi người nhìn thấy nó rất là đẹp đúng không? Nó đen mung luôn, rất là đẹp, nó khác hẳn so với những cái mặt cần khác. Đấy. Cái này âm mộc rất là hay nha mọi người. Âm mộc vang rất là to, rất là vang. Đây, ngựa đàn cũng làm bằng ebony nè mọi người. À, rất là đẹp nha. À, cây này á thì bộ dây nó hơi cũ rồi mọi người. À, nếu như mọi người mua á thì em sẽ hỗ trợ lắp cho mọi người một bộ dây mới luôn, cho nó hoàn thiện với cây đàn ha. Rồi, thì đi cùng với cây Taylor này, nó sẽ có một cái khay chính hãng của nó mọi người. À, đầu tiên thì em sẽ cho mọi người xem những cái phụ kiện của nó ha. À, nó chỉ có cái phụ kiện này thôi mọi người. Nó có một cái nắp thay pin. Đây, đây là cái nắp thay pin nè. À, Taylor nha, nắp thay pin chính hãng Taylor nha, đi cùng với đàn. Rồi, và hai bộ dây của Mỹ. Hai bộ dây Daradio Pro Ataya gì nè mọi người. Đó. Nói chung là hai bộ dây ni lông Mỹ mọi người.
Nói chung là hai bộ dây này cũng là khá là mắc tiền đấy ha, bộ dây này rất là mắc tiền đó mọi người, vài trăm nghìn đây, made in USA nha. Hai bộ dây Mỹ đi kèm với đàn rất là xịn ha. Nhưng mà bộ dây đang lắp trên đàn thì nó hơi cũ rồi mọi người, nếu như mọi người mua thì em sẽ hỗ trợ lắp sẵn cho mọi người bộ dây mới ha. Đây, còn đây là cái khay của đàn nha, khay nó rất là xịn mọi người, cái khay này bảo vệ cái đàn cực kỳ tốt luôn ha. Đây khay tay lo nha, có tem mạc chính hãng đầy đủ nha mọi người. Đàn thì rất là đẹp rồi, khay cũng rất là đẹp luôn, nói chung là một cây tay lo cực kỳ hoàn hảo cho mọi người ha. Đó. Rồi và hiện tại thì cây này em đang bán với mức giá là 25 triệu nha mọi người, 25 triệu cho một cây tay lo. Đó, rất là xịn sò luôn, và dòng này thì em sẽ free ship toàn quốc cho mọi người nếu như mọi người mua ha, và bảo hành sử dụng cho mọi người là 24 tháng luôn đấy. Một cây tay lo rất là xịn, mặt tớp solid mọi người, nó rất là mỏng ha. Nó rất là mỏng cho nên khi mọi người đánh á, mọi người cảm nhận được cái độ rung của cái mặt tớp á, mọi người cảm nhận được cái độ rung của nó ha, và cái âm nó phát ra rất là đều đặn, rất là sạch mọi người. Đó, những cái dòng đàn tay lo này nó làm cái chất âm rất là sạch sẽ, khi mà mọi người trên sân khấu là mọi người sẽ cảm nhận được cái độ sạch sẽ của cái tiếng đàn của mình ha. Đó, gỗ rất là đẹp luôn. Tay lo một cái thương hiệu của nó là nổi tiếng trên thế giới rồi mọi người. Mọi xem những cái chương trình lớn á, những cái chương trình người ta biểu diễn á, đấy, người ta cũng sử dụng tay lo mặt tin rồi rất là nhiều đúng không? Một thương hiệu đình đám. Rồi, cây tay lo DS 24CE này có mức giá là chỉ có 25 triệu thôi mọi người, khá là rẻ cho một cây có cái chất âm mộc rất là hay, và chất âm wide EQ cũng rất là hay ha. Đây, thì bây giờ em sẽ test âm thanh của cây tay lo này, âm mộc và cũng như âm wide EQ cho mọi người nghe luôn. Và bộ dây trên đàn là bộ dây hơi cũ nha mọi người. Đấy, này, nếu mà mọi người cảm thấy nghe mà cảm thấy nó ok, cảm thấy nó hay, mà khi mọi người lắp thêm bộ dây xịn hơn nữa thì âm thanh nó sẽ được cải thiện nhiều hơn nữa nha mọi người. Tại vì bộ dây trên đàn thì nó hơi cũ đi một tí thôi, nhưng mà vẫn còn xài rất là tốt ha. Hơi cũ một tí thôi chứ không có bị gọi là sét hay là đánh không được, nó vẫn còn ra chất âm rất là tốt. Sau đây thì em sẽ test âm mộc và cũng như âm qua EQ cho mọi người có thể cùng nghe nha. Và nếu như mọi người có yêu thích cây Taylor NS24CE này thì mọi người cứ liên hệ với em thông qua Zalo, Facebook hoặc là điện thoại trực tiếp cho em thông qua số điện thoại nha mọi người. Đó. Rồi, và mọi người xem video tới đây thì nhớ để lại cho em xin một like và cũng như một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ, và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.